Hằng chào hết tất cả cô chú anh chị em. Hôm nay Hằng tới để cũng có chút đồ của một cái em gái ở San Jose là biết anh Bình tiểu đường. Rồi em gái đó mua sữa và mua các thứ sữa tiểu đường đó để gửi cho anh Bình. Với lại anh gia đình ở bên Việt Nam đã tìm được anh Bình và muốn nói chuyện Hằng. Tại vì bây giờ Hằng gọi mà bên kia chắc ngủ hết rồi nè. Mới hồi nãy còn nhắn tin cho Hằng là Hằng ơi gặp được anh của em chưa? Nhưng mà bây giờ chắc ngủ rồi. Đây là chị đưa tấm hình này, tấm hình này cho anh của em xem đây, có phải là gia đình của anh em không? Là anh nhận ra liền nè, bố Nguyễn Văn Cư, đúng không? Sinh năm 1949, mẹ Nguyễn Thị Đức sinh năm 1952, anh Nguyễn Văn Bình sinh năm 1965 và Nguyễn Minh Nhật sinh năm 1969. Nguyễn Ngọc Ánh sinh năm 1971, Nguyễn Thị Minh Xuân năm 1974 và Nguyễn Thị Minh Thủy năm 1977, Nguyễn Trường Sơn Công 1980, Nguyễn Minh Tấn Mèo 1983, Nguyễn Thị Kim Anh là bé Na 1985. Là nói hồi đó anh Bình thương bé Na nhất, đúng không? Rồi bố mẹ em và các anh chị nhận ra video trong YouTube chị đăng lên là anh của em chính xác 1000%, coi như 1000% luôn chứ không phải 100% nha. Chị ơi, cả gia đình em khóc từ tối đến giờ. Thank you chị đã cho em và gia đình em kiếm được anh hai của em 23 năm thất lạc. Em chờ phone của chị. Đó, nhưng mà sáng em đã gọi khóc rồi. Sáng em đã gọi cho bé Na nói chuyện với bé Na rồi, thì bé Na mới nói là bé Na sẽ chờ cái cuộc điện thoại của em để được nói chuyện với anh Bình. Cho nên bây giờ chắc khuya quá, mòn mỏi hay gì ngủ rồi. Giờ này cũng đó chắc cũng hơn 2 giờ sáng rồi. Dạ. Thì gia đình nói là thất lạc anh, mà trong cái lúc đó là cái năm đó người ba có đi qua đây để tìm nữa. Nhưng mà tìm không có được anh. Rồi có lúc mà anh ở tù hình như là có đi tìm để vô tù thăm nữa. Có qua tới đây tìm luôn. Dạ thì bây giờ sao không biết gọi được. Nếu như trường hợp hôm nay không gọi được thì có thể là... Nếu hôm nay không gọi được thì em sẽ lấy hẹn lại ngày mai để cho anh Bình nói chuyện được với bé Na ha. Em nghĩ... Rồi thì bây giờ có một em này là em Quyên Hoàng ở San Jose. Thì em thấy anh Bình bị tiểu đường á. Thì em Quyên Hoàng có gửi cho anh Bình một cái thùng sữa này là sữa để mà uống cho chị bệnh tiểu đường nha. Yeah. Anh Bình tiểu đường nhưng mà có thể uống cái sữa này được. Yeah. Nó không có hại gì tới đường nhiều. Yeah. Yeah. Cái này là là Enchit Meal hả? Yeah. Yeah. Ha, thì anh Bình nhận cái thùng sữa này ha. Với lại có đủ thứ các lặt vặt, nói chung em Quyên. Yeah. Em Quyên Hoàng này rất là chu đáo luôn á. Em mua nào là sữa, nào là khẩu trang cho anh Bình luôn nha. Rồi nào là hand sanitizer. Yeah. Rồi dầu xanh, rồi dầu trắng. Yeah. Đủ thứ cho anh Bình, rồi kẹo ngậm, kẹo ho. Wow, cảm ơn. Kẹo ngọt, kẹo ngậm, kẹo ho. Nha, nói chung em Nguyên Hoàng lo rất là chu đáo. Mà em Nguyên Hoàng này ở San Jose. Tại vì em cũng muốn vô thăm anh Bình nhưng mà em mất đi làm. Thì em nói bữa nào mà em rảnh thì Hằng sẽ dẫn em Quyên này vô thăm anh Bình ha. Với lại dạ chưa, với lại có một người cái tên em coi tên để em quên. Một người Khanh Võ này á, Khanh Võ này ở Texas có gửi cho anh Bình 100. Ha, là Khanh Võ ở Texas. Thì hôm nay em gửi trao cho anh Bình luôn. Theo lẽ anh Bình thì có được hai cái niềm vui là gặp được người thân nữa. Nhưng mà người thân bây giờ đã ngủ rồi. Rồi thôi anh Bình nhận món quà này của hai người Mạnh Thường Quân. Thì anh Bình, cảm ơn. Khanh Võ rất là nhiều. Chị quá, Khanh Võ này em nghĩ là nữ chứ không phải nam. Nữ hả? Mà có nói lộn thì xin xí xó. Dạ, không sao đâu. Rồi cũng xin cảm ơn em Quyên Hoàng phải không? Quyên Hoàng. Quyên Hoàng đã có lòng biếu cho anh thùng sữa. Và cũng những thứ mà lặt vặt dầu xanh chẳng hạn, dầu xanh hay là khẩu trang với lại những cái kẹo ho kẹo rồi. Cũng xin cảm ơn em rất là nhiều.
Thì cũng xin chúc em trong tương lai gặp nhiều may mắn. Dạ. Em Nguyên Hoàng này đi làm chỉ có 18 đồng một giờ thôi đó nha. Chứ không phải là em này giàu đâu. Em này là đi làm đồng lương đó, mặc dù nó không có được cao nhưng mà em có cái lòng thương người á. Em thấy giống như những mảnh đời vậy đó thì em thương người chứ em này không có giàu đâu. Thì giống như cái tấm lòng của em là thật ra một miếng khi đói bằng một gói khi no đó. Dạ, thì chính xác là vậy đó. Cảm ơn em Nguyên Hoàng rất là nhiều. Cũng xin chúc Nguyên và gia đình luôn luôn được khỏe mạnh và an khang hạnh phúc. Dạ. Cũng rồi. Cảm ơn Khanh Võ. Từ Tết Xích đã gửi qua cho Bình được 100 đô la. Dạ. Thì cũng xin cảm ơn rất là nhiều. Cũng xin chúc em gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống và gia đình được nhiều hạnh phúc. Ok. Rồi, thì Hằng cũng... thay mặt các anh em, cảm ơn những mạnh thường quân đã góp cho các anh những cái mảnh đời khó khăn như vậy. Thì một miếng khi đói bằng một gói khi no. Một lần nữa Hằng xin thay mặt các anh cảm ơn rất là nhiều. Cũng cho đón khui luôn. Thử luôn đi. Cái này là của Quyên nhé. Quyên dán cái nốt lên. Giờ khui thử luôn ha. Quyên biết bình. Quyên không có biết bình gì hết. Quyên là bạn làm chung của em. Bạn làm chung của em, Quyên còn rất nhỏ, Quyên không biết bình đâu. Dạ, mà Quyên coi YouTube của em thôi. Quyên coi YouTube của em rồi thấy anh Bình trong cái hoàn cảnh mà anh Bình bị bệnh tiểu đường á. Đây sữa lon anh Bình ơi. Cái này là anh Bình pha một uống thùng nó tới 6-8 lon lận. Mình pha sáng chưa có ăn thì pha cái này uống. Uống cho tiểu đường đó. Vậy hả? Uống cho mấy người bị tiểu đường á ha. Trời, tối có uống được không? Được, giống như tối đói bụng trước khi đi ngủ uống thêm một ly nữa cũng được. Còn sáng mình chưa ăn sáng. Pha nước nóng ha. Pha nước nóng. Trong đây nó có hướng dẫn cái gì. Thì thí dụ như hai muỗng sữa này mình pha làm sao cho vừa với cái nước mình uống thôi. Cái này bán lại được nhiêu á? Đừng nói bán lại người ta buồn á. Này nó giỡn thôi chứ anh Bình không đến nỗi vậy đâu nha. Cái này anh Bình nó giỡn thôi chứ anh Bình nói, thì nói chứ cái này mà đem làm kiểu đó mà không quá là người luôn. Dạ thì biết anh Bình nó giỡn mà làm kiểu đó không quá là người luôn. Không, cái này mấy lon anh Bình hả? 6 lon hả? 6 lon hay 8 lon? 6 lon. 6 lon. Dạ, 6 lon nữa cũng được lâu lâu á. 6 lon sữa này, 6 lon này là xin nhớ suốt đời luôn. Nhớ suốt đời luôn. Dạ, uống cũng được lâu lâu á. Ha, 6 lon này. Ngày cũng phải mấy tháng á. Dạ. Nếu mà, nói vậy cũng khóc rồi đó. Nếu mà một ngày đâu có đâu. Tại bữa nay không được khỏe. Thì đó tiểu đường mà. Thì bây giờ thôi hồi khuấy ly uống không liền đi. Chủ nhật á mình ghé đi để đi lên bệnh viện nằm lại rồi. Vậy hả? Nhưng mà sau tại sáng thứ bảy là mình ngủ dậy là hai cái chân đi muốn giống như muốn khóa lại luôn rồi. Thì đi qua bên Khải ngồi anh Khải cho được uống chút cà phê đắng. Rồi cứ gặp anh Hòa tới thì lúc đó mình mới nhờ anh Hòa đưa anh Hòa 20 đi mua giùm em một phần cháo đi. Thì mệt mà đói mà không biết người mà nó sức khỏe không có nữa. Cái anh Hòa đi khoảng gần nửa tiếng rồi anh Hòa mang về cho được một ly cháo trong cái thố bằng mũ. Thì cháo lòng thì mình cũng ngồi ăn hết ly cháo luôn, ăn hết cái cháo đó luôn thì thấy nó hơi đỡ được chút thôi. Thì vô tình hơi chiều 3 giờ, khoảng 3 giờ thì bà Tina bà lại nấu cháo có cà rốt lại khoai tây nữa. Đem xuống là có cái bắp cải cải tròn nữa. Nó đem xuống cho mình một cái hũ bự vì ăn hai lần hết luôn. Thôi vậy hả? Ăn hết. Thì tối thứ bảy đó mà ba ở đây thì sau khi mà 11 giờ, sau khi mà 7 giờ rưỡi sáng á thì ngày chủ nhật thì mình được 6 giờ là mình được phép lên đó tới 10 giờ tối. Mình lấy đi hết vô đồ quần áo gì cái nào mà nên đem đi là bỏ vô bác bạc đem đi hết. Vậy thì hai người mới chạy xe đạp về về bả. Về bả cứ lên lầu rồi mình vô mình tắm liền. Tắm nước nóng không tắm nước lạnh. Cái ra ăn cháo ra bả còn lại nửa nồi nữa. Hâm cháo lên ăn xong cứ bà biết nấu cháo cho anh hả? Nấu cháo đơn giản cũng thịt vậy thôi. Không ăn thịt, thịt xay mà ít thôi. Nhưng mà cái này cái bắp cải với lại cái khoai tây với lại cà rốt thì nó nhiều hơn thịt. Nó nhiều hơn thịt mà mình thích cái đó bà biết mà. Ăn xong cái mình lên mình nằm mình ngủ thiểu ngủ được khoảng chừng
dồn lại khoảng 2 tiếng thôi. Ừ. Trong trong thời gian mình ngủ, bà lại đi lãnh phúc. Ừ. Mà mình cũng chưa có cho bà biết là mình cần đi bệnh viện, rồi bệnh tính là sau 10 giờ mà ra khỏi cái building của bà là đi tới sẽ lấy bên gọi em MNC luôn. À, thì bắt đầu sau đó 3 giờ thì bà về. Ừ. 3 giờ bây giờ thì mình ở đó chơi với bà. Sau còn hơn 6 giờ rưỡi mình lại muốn tắm nữa. Cái chạy vô cũng xả một bồn nước này luôn. Tắm mà ngâm trong đó cũng 2 tiếng mấy á. Xong cái ra cái hầm cháo lên ăn tiếp. Ăn hết nồi cháo xong á. Cái mình mới nói chuyện với bà thôi. Bây giờ tao tối nay tao đi emergency đi lại trở lại nhà thương. Cái bà nói chứ mày đâu có bệnh đâu mà tao thấy mày khỏe mà. Mình nói tao không biết sao hôm qua mà sáng bây giờ tao cũng vẫn còn mệt lắm. Bây giờ tao thấy đó, nó như là tao khỏe lại được chút rồi. Nhưng mà tao sẽ đi. Cái bắt đầu sau khi 10 giờ nó đến cái là cái bát bạc bình đồ đạc mình bỏ cho bát bạc bình là mình để ở nhà bả cho nó khỏi mất. Tại lần trước mình đi với cái nhà này mình khóa, nhưng mà cái người anh em của mình á lại chơi lên mảnh cái cửa sổ á, rút cái chốt cửa sổ ra mình không có để ý. Sau khi mình trở về thì đồ đạc ở trong mất hết, mà thậm chí còn có mấy tô mì mà cái ngày chủ nhật mà mình lãnh được ở trên chỗ tắm á. Để ăn lúc đói đi vô mở cửa vô không còn tô nào hết. Vậy giờ vô mấy cái sữa này bây giờ họ không có cơ hội vô đây nữa. Không vô đây nữa. Tại vì cái người anh em này á muốn mở miệng cho bình một tiếng anh em, một chữ huynh đệ mà hai chữ huynh đệ này nó đã theo bình 13 năm trời. Còn là chơi đầu anh cổ mình không? Không, bây giờ nói nếu bây giờ như mình mấy không cái cho sữa nó cơ hội. Anh để ở nhà một lon uống thôi, đem ra ngoài bà kia gửi đi. Trước khi mình đi đâu, mình có kinh nghiệm rồi. Mình có đi đâu mình cũng phải coi các cái cửa nẻo trước. Chứ mình không có ý gì nữa. Tại là bây giờ nghĩ đi, người ta coi như là canh người ngoài chứ ai mà canh người anh em mình. Đúng không? Mà trước khi mình đi đó, mình có cái chiếc xe mà gắn máy mấy bữa trước chạy đó. Nếu mà mình thật sự mình không coi người đó là anh em á, thì ở đây cũng có anh em vòng vòng mình qua mình gửi cho anh Khải cũng được, mà gửi cho anh Tài cũng được, mà gửi cho mấy anh em khác cũng được. Đúng rồi. Nhưng mà mình không làm vậy, tại mình làm vậy mình sợ anh em của mình suy nghĩ tự ái. Dạ, đúng rồi. Cho nên mình mới nói chiếc xe mình để đó, mình để muốn đi đâu đó, lấy mà đi. Sau khi mình ra nhà thương á, chạy chiếc xe mình bể bật đèn hư luôn, dục ở dưới Capitol luôn. Mà không có tới đây hỏi thăm mình một tiếng nào, nếu tới bữa nay cũng chưa tới. Còn đồ đạc của mình trong nhà mất một mớ nhưng thì nếu giờ... như trường hợp mà cái gì mà mình cảm thấy đồ cần thiết xài mình đi đâu thì thôi mình cứ đem ra ngoài chỗ. Để lúc mình bệnh đồ đạc thằng đó trong nhà đồ đạc vào bỏ mình lum ra chán nản, tinh thần không có nữa. Ngày hôm qua bắt đầu có lại được cái tinh thần là dọn dẹp làm cái này lại làm này lại. Đó, mình tính làm này lại cho nó chu đáo xong bắt đầu mình mới dọn từ trong nhà ra ngoài, cái nào mà đổ rác thì đổ rác. Đó, cho nó gọn gàng lại. Cũng hơi có được lại được chút tinh thần rồi. Chút tinh thần mình phải gắng lên, cố gắng lên. Bây giờ sáng ngủ dậy thì bình thức không à, nhưng mà bữa nay ngủ hôm qua có một người bạn của bà cũng ở dưới này nè. Thì lại đây cho bình được nửa trái dưa của Mỹ là gọi là Catholic gì đó. Thì bình cũng tôn trọng cổ, thì bình sắc dưa ra cũng mời cổ ăn lại 2 miếng. Xong mình nghĩ cổ thì cổ thích ăn cơm ở đây lắm. Nhưng mà hôm qua thì bình không còn thức ăn. Mà mình nói chứ thôi bây giờ tao ăn xong dưa thì mình ngồi đây nha. Tao đi ra ngoài Lidl tao mua cái spam. Tao đi về cái nấu cơm lên cái mình ăn cơm. Làm spam ăn với cơm thôi. Là mình có nồi cơm điện nè. Người nấu cơm, người spam đem lên xào lại. Xong spam mình chiên lại, hai cái ăn xong rồi. Ăn xong rồi, cổ thấy bình cũng hơi mệt, lại ngồi cứ mất cái đời nhắm hoài rồi về. Thì mình vừa vô trong là nằm ngủ vậy, cứ lạnh quá, chịu không nổi. Lúc đó rồi không có như còn nhớ nữa, mình hai cái mền, mình đang đắp hai cái mền mà không biết có đắp không nữa, là ngã. Cứ bắt đầu lúc mà lạnh quá, cứ xé cái slip mình bữa mà hàng cho đó.
xe đó giờ đắp hồi nữa rồi cứ đi bán nước không lót hồi nào không biết chạy lạnh nữa không biết đi đâu nữa đi qua lại hơi lạnh quá không ngủ nữa đi qua bên anh Khải thì hơn quá anh Phước với lại còn cái con bạn gái của anh Trí á nó vẫn còn thích bên đó đó và nó cũng có được hai cái dĩa thịt bò nhỏ nhỏ mới chết á nó cho Phước thì mình mới nói Phước muốn làm ăn không cái mình về đây mình lấy chảo qua đó làm miếng thịt bò bị chết mình với Phước ăn xong về đây gặp anh Hoàng ngồi đây anh tới hôm nào lúc mà mình đi không có ảnh rồi về đây gặp ảnh ở đây cái ngồi anh em ngồi chơi cái còn sáng thấy bụng đói nữa mình nói anh Hoàng mình ăn nghỉ giờ anh em mình nấu cháo ăn được rồi đó anh làm kho quẹt nha mà anh làm kho quẹt rất là ngon cháo với kho quẹt tại vì cái lần đầu tiên mà anh gặp Bình đó thì lúc đó mình chưa biết ảnh là ai luôn mà ảnh cũng chưa biết mình là ai thì ảnh đến ở dưới nhà mình là ở dưới chỗ sân gót thì có một lần anh em chờ trời mưa anh em không còn đồ ăn không còn thức ăn nữa thì nấu cơm cho anh làm kho quẹt mà cái kho quẹt đó làm cho Bình nhớ không quên không thể nào quên được vậy hả kho bằng nước mắm hay nước mắm thôi nước mắm thôi mà nó ngon sao mà nó ngon giống như cái ngon đó giống như cái ngon đó nó mặn mà nó ấm cúng lắm kìa thì hồi nãy Bình mới nhắc lại nói chơi xô nó thôi chơi mình mới nhắc lại với ảnh á là ở dưới mấy năm trước ở dưới đó anh em ngồi kể cái câu chuyện là ở dưới đó thời gian sống rồi hoạt động sao rồi nó chỉ như trường hợp nó xảy ra sao rồi thì mình mới nói anh Hoàng hồi bữa gặp ở đây chứ không phải anh Hoàng Lai ha Hoàng gặp đây Hoàng này cũng Lai luôn không Lai mình mới nói bất luận là cái chuyện gì đi nữa mà em có một chuyện em không thể nào quên được anh Hoàng anh có nhớ gì không để nói kho quẹt món kho quẹt nó ngon nhất á sáng này làm nấu cháo làm kho quẹt hai anh em ăn ngon ăn nước mắm không vậy ngon. Thôi hả phải có miếng tôm khô hay là không có tôm khô nhưng mà sáng này anh hưởng như là mình để ý anh làm có chút dầu ăn nè ha rồi anh chưa chút đường nè ha rồi có đập thêm một cái trứng hột gà kho quẹt trứng hột gà chứ một cái thôi nhưng mà rất là ngon ăn cháo mà cháo lửa nè cái lò mình làm đồ bỏ củi vô nó cháy dễ thương lắm rồi cháy đã nấu củi sôi nồi nó sôi cái cháo luôn sôi cái cháo luôn mà cháo nó nhừ ra luôn á nó béo luôn là coi như ở dưới này có hai cái mà Bình không quên được là anh Hoàng tạo cho. Rồi thêm từ đây á, anh Bình sẽ có một cái động lực về gia đình. Thì có thể sau đó là nói chuyện được với gia đình xong rồi thì anh Bình sẽ có cái liên lạc điện thoại với gia đình để nói chuyện hàng ngày. Khóc nữa. Được rồi. Không có đâu. Thật Bình, sự đó hôm nãy cái tin nhắn em đọc thấy không? Gia đình của Bình ở Việt Nam thì tất cả ba mẹ với lại những người em trong gia đình thì cũng cho mình cái tình thương rất là lớn. Nói là khóc gia đình khóc cả ngày cả đêm là khi thấy anh Bình trên cái video của Hằng như vậy đó. Nãy em đọc tin nhắn cho anh Bình nghe đó. Nhưng mà rất tiếc mình bỏ chắc bà chờ mệt mỏi quá rồi thì ngủ rồi. Tại vì em nói là sáng đi nhưng mà sáng lay quay nó không có vô sớm được. Em còn nhiều chuyện ở bên ngoài thì mới vô đây. Thì nếu hôm nay mà anh nói chuyện với gia đình không được thì có thể là ngày mai đi ha, rồi em vô sớm một chút, sáng sớm em chạy vô để cho gia đình nói chuyện với anh á. Bình đi ra cũng được, mình ra ngoài cũng được. Ừ đúng rồi, còn thôi anh Bình đi tạp xe ra ngoài ha. Thì để về chiều nay em điện lại bên kia em nói chuyện đi rồi lấy hẹn ha. Dạ. Thất đốc rồi hả? À bé Na kêu mà nhắc với anh Bình á. Nói bé Na đó là anh Bình biết rồi, bé Na mà anh Bình thương nhất á là lúc anh Bình đi là bé Na mới 5-6 tuổi đúng không? Đúng rồi. Rồi khi anh Bình về lại Việt Nam lần bé Na 10 tuổi. Rồi tới bây giờ là mất tích luôn. Biệt tâm thật luôn. Thật ra bé Na trong lòng của Bình, bé Na là một đứa bé gái mà Bình thương nhất. Nha, cho nên bé Na gọi cho thằng bé Na khóc. Bé Na khóc dữ lắm, bé Na nói cả gia đình em không ai cũng khóc quá trời, không ai mà không khóc hết khi thấy anh Bình như vậy á. Nhưng mà bé Na cũng lập gia đình sớm, lập gia đình cũng sớm. Vậy hả? Hồi lúc còn ở Việt Nam ở gia đình thì gia đình cũng cuộc sống cũng vất vả lắm. Ba mẹ cũng gặp cái hoàn cảnh khó khăn lắm cũng ráng tạo cho cái cuộc sống để cho giống như
đỡ đỡ chút rồi mà hàng xóm rồi với lại là chung quanh người ta không có được đánh giá mình thế này thế kia, mình cũng hiểu được cái nỗi khổ của ba mẹ. Chúng tránh gia đình cũng không muốn gia đình ba má các em biết thì gia đình buồn, cho nên cũng âm thầm giống như không có liên lạc. Thì thật ra trong lòng cũng nhớ bố mẹ lại các em lắm chứ không phải là không nhớ. Nhưng mà nếu mà mình để cho gia đình mình biết cái tin vậy thì cái cảm xúc này nó nhiều quá, ba má cũng có chút tuổi rồi, em Út nó cũng lớn rồi. Cho nên mình cố giấu giếm nhưng mà thôi chuyện gì cũng vậy, không thể nào giấu được hết. Không thì bây giờ á, cái gì mình cũng không có thể giấu được. Cả gia đình rất mong biết tin anh Bình còn sống, còn mạnh khỏe. Mà cho nên biết được vậy đó, gia đình rất là mừng. Cho nên mình không có trốn tránh. Có chỗ nào mà giống như hôm nay cũng sẵn mượn cái YouTube của thằng này cũng xin thưa lên với lại bố mẹ là xin tha lỗi cho con trong những năm mà con không có liên lạc được với lại bố mẹ, không phải là con không muốn nhưng mà cuộc sống của con nó nằm trong cái hoàn cảnh, mong là bố mẹ các em bao qua. Thì hôm nay chưa được nói chuyện với các em với bố mẹ thì thôi hy vọng để ngày mai Hằng sẽ gọi cho để anh Bình nói chuyện được với gia đình. Thì hôm nay anh Bình gửi lời cho bố mẹ và các anh em trước như vậy. Còn riêng với Na thì anh Bình luôn luôn lúc nào cũng mãi mãi trong lòng cũng vẫn là thương em nhiều nhất. Dạ. Dạ, ok thôi vậy thì bây giờ Hằng đi tiếp ha anh Bình. Thôi chào tạm biệt. Chào tạm biệt mọi người đi. Khóc như mưa Hằng ngồi đây hồi nữa mất công rồi khóc quá đi Hằng mang tội. Khóc như mưa nè. Đâu có đâu. Ok, không có gì đâu. Tại vì thì cái đó là cái xúc động mà mừng thôi, gia đình đã biết được tin mình mạnh khỏe vậy là ok rồi anh Bình. Dạ. Cũng hy vọng là gia đình đang gặp được nhiều điều tốt đẹp, cũng gặp được nhiều ân lành của Chúa. Dạ, dạ. Yeah. Ok. Coi như là kiếp này còn đã lỡ rồi, nó có biết sao đi. Hy vọng là chỉ làm đẹp lòng bà gia đình bố mẹ hơn, bố mẹ nhiều hơn. Nếu có mà kiếp sau chung với gia đình phải không? Dạ. Rồi ok thôi vậy Hằng chào tạm biệt anh Bình nha. Ok. Rồi anh Bình cũng chào tạm biệt đi. Anh chào tạm biệt bố mẹ gia đình và các anh em trong gia đình. Nhất là bé Na. Có tấm lòng nghĩ đến anh thật sự trong lòng anh lúc nào cũng nhớ em nhiều nhất. Cả gia đình đều nhớ anh. Mà cả gia đình biết chứ, cũng biết chứ, nhưng mà bé Na là được sự ưu tiên nhiều nhất là từ cái ngày mà ngày đầu mình được sống làm con trong gia đình bố mẹ là trong lòng đã có một cái tình thương đặc biệt với bé Na nhiều. Dạ yeah, ok thì thôi Hằng xin chào tạm biệt cô chú anh chị em. Có gì nếu mà Hằng liên lạc được hoặc là không có gì trở ngại thì có gì sáng ngày mai anh em mình gặp nhau với Na. Ok nhất định là chào em ha. Bé Na và gia đình sẽ nói chuyện được với anh Bình ha. Chào em ha. Dạ yeah, ok rồi Hằng xin chào tạm biệt cô chú anh chị em thì chắc có lẽ Hằng sẽ gán canh cái giờ để cho anh Bình và gia đình nói chuyện với nhau. Tại vì sáng hôm nay thì bé Na gọi cho Hằng và bé Na nói cả gia đình khóc rất là nhiều khi thấy anh Bình trong cái hoàn cảnh đó và cũng đã từng đi sang Mỹ để tìm anh Bình nhưng mà tìm không được. Với lại có một cái lúc mà nghe nói anh Bình ở tù thì gia đình qua tìm được. Bố vô thăm nuôi. Dạ, bố vô thăm nuôi. Bố từ Việt Nam đi qua Mỹ để thăm anh Bình, tìm anh Bình cho được để thăm. Thì sau đó anh Bình ra tù thì mất luôn liên lạc tới bây giờ. Anh Bình không có liên lạc về với gia đình. Không có liên lạc. Cho nên là gia đình tưởng đâu là anh Bình đã chết hay gì đó. Thì khi thấy lại được thì gia đình khóc rất là nhiều luôn. Và mừng nữa, mà vừa khóc là như vậy nhưng mà là khóc mừng á, mừng là biết tin anh Bình còn vẫn còn á,
là như vậy đó. Thì ok thôi, thì thôi đây Hằng tạm biệt không nói nhiều nữa. Để chờ một cái cuộc điện thoại của anh Bình đi ha, nói chuyện với gia đình ha. Bây giờ Hằng nói nhiều đó với anh Bình đủ rồi, thôi Hằng tạm biệt nha, Hằng đi chỗ khác ha. Thật sự cái ở đâu cũng vậy, mình làm con người có lúc ví dụ như ít ra ít hay nhiều gì đó được, ai cũng được có cái cái tình hết trời. Dạ đúng rồi. Nhưng mà mình làm không có tròn cái bổn phận, mình dạ. cũng cảm thấy mình, thấy mình không có được vui. Dạ. Dạ. Dạ, ok. Rồi thôi Hằng đi nha mình. Dạ. Ok. Dạ. Bye bye. Nói biết tới bữa nào trong lòng của mình tới. Thì nói tới là nó giờ khóc như mưa rồi, không có làm cho mình khóc hoài thân hồi Hằng mang tội á. Ok. Rồi. Rồi bye bye. Bye bye. Rồi bye anh Bình. Giờ khóc không?